Chương trình truyền hình Việt Nam Bùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi hiện đang có mặt tại Robert Lee High School Auditorium để tham dự lễ mãn khóa lớp hè tiếng Việt lần thứ 40 do Hội Giáo dục Trẻ em Việt Nam Bùng Hoa Thịnh Đốn đảm trách. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh mà chúng tôi đã thu nhận được trong lễ mãn khóa mùa hè năm nay. Xin tất cả quý vị quan khách và các em vui lòng đứng tại chỗ cho một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các đấng tiền nhân và các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ quê hương miền Nam, các linh hồn tị nạn bất hạnh đã bỏ mình trên bước đường đi tìm tự do và các tiền nhân đã đóng góp công của gây dựng Hội Giáo dục Trẻ em Việt Nam Bùng Hoa Thịnh Đốn và trường nghề. Phút mặc niệm bắt đầu.
vườn giáo dục văn hóa này với tất cả tình thương và sức lực của ông đã đột ngột lìa trần, bỏ lại khu vườn BYUA hoa tàn cỏ úa và đóng cửa trường không thể dạy được trong năm ấy là 1996. Ngoài thầy chữ Bá Anh ra còn có các thầy cô khác cũng đã ra đi vĩnh viễn, mà nay qua 40 năm trí nhớ của tôi đã lẹn lạc. Tôi chỉ còn nhớ được vài tên vài người như cụ Phạm Mạc Hương, cụ Nguyễn Thị Phú, ông Nguyễn Văn Sâm, thầy chữ Tam Anh, cô Nguyễn Minh Đạo và thưa lên quý vị phụ huynh học sinh của trường mà tôi không nhớ hết. Quý vị này tuy không hiện diện trong các sinh hoạt của lớp hè tiếng Việt, nhưng hương linh của họ luôn luôn theo dõi, độ trì cho chúng ta, các thầy cô giáo của BYUA được chăm chứng đáng nề, tiếp tục công tác hữu ích, lành mạnh và chính mạng cho các trẻ em người Mỹ gốc Việt, thế thứ ba, thứ tư, thông minh, sáng tiến, học mang, hiểu rộng. Sau đây, tôi xin kính mời toàn thể quý vị và các thầy cô, các em học sinh hãy đứng lên để cùng tôi lắng lòng yên lặng trong một phút chúng ta tưởng niệm và cảm tạ công đức vô lượng của quý vị ân nhân đã hy sinh này. Xin mời quý vị.
Chứ nghĩ ngày đó là ngày vui nhất quý vị ạ. À, vì sao vậy? Vì ngày đó các em nó được chơi trong mùa hè. Tại mỗi năm mình đều nói con tới lớp hè làm gì, cô tới làm gì, để học tiếng Việt. Giờ mình phải học làm sao cho vui, mình cố gắng làm cho em vui thôi ạ. Nhưng mà cái này là tự ra tự động nó vui một mình nó, ai cũng cười. Nếu mà quý vị lên trường mạng mà xem coi, tất cả từ cô giáo, thầy cô, phụ huynh đều có nụ cười trên môi. Đó là một cái picnic năm nay. Yeah.
ba phải đi vì con. Mình đi đi con.
như vậy tôi cũng phụ huynh tật tốc tính đã ngày 29 tháng 11 năm Mậu Thân, tức ngày 26 tháng 12 năm 1988, đại quân của quản lý quan quân tử Việt Nam dành tại đó hơn 10 ngày để chuyển quân và củng cố lực lượng, nâng quân số lên tới 10 vạn, tổ chức thành năm đạo quân tiền hậu tả mũi và trung quân.
Nếu muốn trở thành anh hùng, thì con có thể trở thành anh hùng ở tất cả mọi nơi con đến. Như ngay ở trường Việt ngữ của mình chẳng hạn. Vậy con có thể làm TNA được không con? Nhưng các con hãy thử nghĩ ra ngoài trường mình xem mình có thể làm gì nữa nào. Làm gì hả cô? Các con có để ý các bác quay phim của đài truyền hình thì rất lớn tuổi rồi không? Mà các con biết những chiếc máy quay phim lúc nào? Thế thì các bác vẫn ngày ngày kiêm cái máy nặng ấy đi mọi nơi để đem tin tức về cho các con đó. Cô ơi, vậy con sẽ làm TA và làm TA video. Sau này, con sẽ được làm như các bác ấy, phải không cô? Đúng rồi. Cho dù các con làm gì, miễn công việc của các con có ích và mang lại niềm vui cho mọi người, thì các con đều là anh hùng rồi đó. Mây trên cao,